gió có lượng phát thải khí nhà kính tương đối thấp nhất, nhu cầu tiêu thụ nước ít nhất và có tác động xã hội thuận lợi nhất so với các loại quang điện, thủy điện, địa nhiệt, than và khí. Tính đến năm 2019 thì một cái tuabin gió có thể có giá khoảng 1 triệu đô trên 1 megawatt. Hạn dùng của một cái tuabin điện nó dao động từ 20 đến 25 năm. Vậy thì cái tuabin điện gió nó cấu tạo như thế nào? Tuabin điện gió thì nó có 3 cái loại chính như cái hình các bạn đang quan sát. Tuabin điện gió có thể quay theo cái trục ngang hoặc là theo cái trục thẳng đứng. Cái thiết kế trục thẳng đứng thì tạo ra ít điện năng hơn và ít phổ biến hơn. Đặc biệt là cái thiết kế trục thẳng đứng như cái số 1 và cái số 3 là không có cần phải điều khiển các cái cánh quạt của nó quay theo cái hướng đón gió. Các cái tuabin điện gió trục ngang như cái số 2 với 3 cái cánh lớn tạo ra phần lớn năng lượng gió trên thế giới hiện nay. Nó có cấu tạo gồm có các thành phần chính sau đây. Một là cánh quạt, hai là rotor, tức là các cái thành phần quay chủ động nhờ lực của gió. Cái số 3 là trục quay chậm. Cái số 4 là thắng đĩa để dừng cái tuabin gió lại trong cái trường hợp khẩn cấp. Cái số 5 là trục quay nhanh. Cái số 6 là hộp số bánh răng. Cái số 7 là máy phát điện. Cái số 8 là hệ thống đo tốc độ gió. Cái số 9 là cánh chỉ hướng gió. Cái số 10 là motor và bánh răng để điều khiển cái tuabin quay quanh cái tháp để đón hướng gió. Cái số 11 là cái motor nhỏ để điều khiển cái góc tấn của cánh quạt tùy theo cái tốc độ gió. Cái số 12 là trụ tháp. Ngoài ra thì còn có các cái hệ thống làm mát, bôi trơn hộp số, hệ thống dây dẫn và các cái hệ thống điều khiển điện tử khác. Về hoạt động của cái tuabin điện này như thế nào? Thì gió sẽ làm quay các cái cánh quạt tuabin, dẫn động cái trục tốc độ chậm với tốc độ khoảng từ 7 đến 10 vòng trên phút. Cái chuyển động này sau khi được truyền qua hộp số bánh răng thì nó sẽ làm quay cái trục tốc độ cao lên khoảng 1.500 vòng trên phút. Cái trục này sẽ làm quay cái rotor máy phát điện và tạo ra điện. Cái cảm biến tốc độ gió sẽ điều khiển góc tấn của cánh quạt theo cái tốc độ gió. Ví dụ như khi cái gió to từ 90 km/h trở lên thì cái góc tấn của nó sẽ bằng 0 để tránh làm cái cánh quạt nó quay tít và làm hư cái tuabin. Cái tuabin điện gió này nó hoạt động khi cái tốc độ gió ở từ 11 km/h trở lên. Ngoài ra thì cái cảm biến hướng gió ở phía đuôi của cái tuabin nó sẽ giúp điều khiển cả cái tuabin điện gió này quay quanh cái trục tháp để đón cái hướng gió thổi để quay cánh quạt tuabin. Điện tạo ra sau đó được truyền qua cái dây cáp ở bên trong tháp đi xuống dưới đất qua cái trạm biến áp để tăng cái hiệu điện thế lên hàng trăm ngàn vôn để nhằm cái mục đích là làm giảm cái điện năng hao phí trên cái đường truyền. Sau đó được truyền tải lên điện lưới. Ngoài ra thì chúng có thể có thêm các cái hệ thống ắc quy để lưu trữ điện nhằm đảm bảo nguồn cung. Về cái vật liệu chế tạo của cái tuabin điện gió này như thế nào? Cái thứ nhất là cánh quạt. Tuabin được sử dụng trong các cái trang trại điện gió để sản xuất thương mại, thường là loại ba cánh. Chúng có cái độ gợn moment xoắn thấp thì góp phần tạo ra cái độ tin cậy tốt. Các cánh quạt thường có màu trắng để có thể nhìn thấy được vào ban ngày từ các cái máy bay. Và chúng thường có chiều dài từ 20 đến 80 mét. Đặc biệt cái loại cánh quạt dài nhất hiện nay có thể lên tới 118 mét. Cánh quạt tuabin gió thì đang được làm dài hơn để tăng cái hiệu suất của nó. Điều này thì đòi hỏi chúng phải cứng, chắc, nhẹ và có khả năng chống mỏi. Vật liệu có các cái đặc tính này là vật liệu tổng hợp như polyester hoặc là epoxy. Trong khi sợi thủy tinh và sợi carbon được sử dụng để gia cố. Việc chế tạo có thể sử dụng phương pháp ép bằng máy ép. Một cánh quạt làm bằng cái sợi thủy tinh dài 100 mét có thể nặng tới 50 tấn, trong khi sử dụng sợi carbon thì có thể giảm 20-30% trọng lượng, tức là nhẹ hơn khoảng 15 tấn. Tuy nhiên thì cái sợi carbon nó đắt hơn gấp 10 lần cái sợi thủy tinh, cho nên thì cái sợi thủy tinh nó vẫn chiếm ưu thế. Các cái công ty điện gió ngày nay thì tìm cách cho các cái thiết kế của họ có cái hiệu quả cao hơn. Một cách chủ yếu là làm tăng cái chiều dài cánh quạt. Và do đó cũng làm tăng cái đường kính của rotor. Một cái cánh quạt thuộc loại dài nhất hiện nay là 115,5 m, tạo ra cái công suất khoảng 15 MW với cái độ ồn tối đa là 118 dB. Các cái cánh quạt này cần phải hoạt động trên 100 triệu chu kỳ tải trong cái khoảng thời gian từ 20 đến 25 năm. Cho nên cái độ bền của vật liệu làm cánh quạt rất là quan trọng. Phần thứ hai là cái hộp số, máy phát điện, trụ tháp cũng như là các cái bộ phận khác của tuabin điện cấu tạo từ các cái vật liệu gì. Các cái bộ phận của tuabin điện gió thì ngoài cái cánh của rotor ra thì đa số các bộ phận khác như là máy phát, trụ tháp,
khung, vân vân, các bộ phận khác thì phần lớn được làm bằng thép và các cái kim loại như đồng. Các cái tuốc pin nhỏ hơn thì đã bắt đầu sử dụng cái hộp kim nhôm cho các cái thành phần này để làm giảm cái trọng lượng của tuốc pin. Máy phát điện của tuốc pin điện gió có thể sử dụng 500 vĩnh cửu hoặc là 500 điện. 500 vĩnh cửu cho cái máy phát tuốc pin gió thì có chứa các cái kim loại hiếm như là neodymium hoặc là terbium vân vân. Điều này đòi hỏi cái nguồn cung cấp lớn cái neodymium, kim loại đất hiếm. Việc phụ thuộc vào cái khoáng sản đất hiếm làm thành phần đã gây rủi ro về cái chi phí và biến động giá cả. Các cái tuốc pin hiện đại thì sử dụng một vài tấn đồng cho một cái máy phát điện, dây cáp và những thứ khác. Về việc bảo dưỡng các cái tuốc pin điện gió này như thế nào? Các cái tuốc pin điện gió thì cần được bảo trì thường xuyên để luôn hoạt động đáng tin cậy và luôn sẵn sàng hoạt động. Trong trường hợp tốt nhất thì các tuốc pin có thể sẵn sàng để tạo ra năng lượng trong 98% của chúng. Sự tích tụ băng tuyết trên các cái cánh tuốc pin cũng đã được phát hiện và làm giảm đáng kể cái hiệu suất của tuốc pin gió. Đây là một thách thức phổ biến ở các cái vùng khí hậu lạnh. Quá trình khử đóng băng chủ yếu được thực hiện bằng cách làm nóng bên trong hoặc là một số trường hợp sử dụng trực thăng để phun nước ấm sạch lên các cái cánh quạt. Cái việc phá dỡ và tái chế tuốc pin điện gió như thế nào? Trong một số trường hợp ban đầu thì các tuốc pin cũ hơn không cần phải tháo ra khi đến cuối vòng đời của chúng. Một số vẫn đứng yên đó hoặc là chờ được tái chế. Phần khó tái chế nhất của tuốc pin điện gió là cánh quạt. Công ty Siemens của Đức đã phát triển thành công các cánh quạt tuốc pin có thể tái chế 100% để giảm làm ô nhiễm môi trường. Về cái ưu nhược điểm của cái tuốc pin điện gió này như thế nào? Về các cái ưu điểm thì các cái tuốc pin điện gió sản xuất điện với cái giá chỉ từ 2 đến 6 xu mỗi kWh là một trong những cái nguồn cung cấp năng lượng tái tạo có giá thấp nhất. Khi công nghệ cần thiết cho tuốc pin gió liên tục được cải thiện thì giá cũng giảm theo. Ngoài ra hiện nay không có thị trường cạnh tranh cho năng lượng gió vì gió là cái tài nguyên thiên nhiên sẵn có tự do, hầu hết chưa được khai thác. Tuốc pin gió thì cung cấp một cái nguồn năng lượng sạch và sử dụng ít nước, không phát thải khí nhà kính và không có cái chất thải. Hơn 1.500 tấn carbon dioxide mỗi năm có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng tuốc pin 1 MW thay vì sử dụng 1 MW năng lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch. Nói chung là cái điện gió nó ít ô nhiễm môi trường hơn so với các cái loại điện khác. Nhược điểm, các tuốc pin điện gió thì có thể rất lớn, có thể cao tới 140m và với các cánh quạt dài 55m. Mọi người thường phàn nàn về cái tác động thị giác và cái tiếng ồn của chúng. Tác động môi trường của năng lượng gió thì bao gồm ảnh hưởng đến động vật hoang dã. Hàng ngàn con chim, bao gồm cả những loài chim quý hiếm, đã bị giết bởi các cái cánh của tuốc pin gió hàng năm. Tuy nhiên thì vẫn ít hơn đáng kể so với các cái nguyên nhân tử vong khác. Cái nhược điểm thứ hai của cái tuốc pin điện gió đó là cái năng lượng được khai thác bởi tuốc pin điện gió là không liên tục. Cái tính khả dụng của nó dựa trên cái việc là có gió thổi hay không, chứ không phải là có cần điện hay không. Tuốc pin điện gió thì có thể được đặt trên các cái đồi cao hoặc là các cái vùng ven biển, thậm chí là trên các vùng biển nông để tối đa hóa cái khả năng tiếp cận của gió mà chúng có. Nhưng cái điều này thì cũng hạn chế vị trí có thể lắp đặt chúng. Theo cái cách này thì năng lượng gió không phải là một cái nguồn năng lượng đặc biệt đáng tin cậy. Điện gió ở Việt Nam phát triển như thế nào? Điện gió ở Việt Nam thuộc cái nhóm công nghiệp năng lượng mới nổi, được nhập cuộc theo cái sự phát triển cái nguồn năng lượng tái tạo chung của thế giới. Sự nhập khẩu khoa học kỹ thuật đồng thời đáp ứng cái nhu cầu phát triển nguồn năng lượng khi các cái nguồn thủy điện lớn đã được khai thác hết. Các cái thủy điện nhỏ thì không đảm bảo về cái lợi ích mang lại so với cái thiệt hại môi trường mà nó có thể gây ra. Mặt khác, Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng điện mặt trời và gió. Do ở gần cái vùng xích đạo và tồn tại những cái vùng khô nắng, nhiều gió và có hướng tương đối ổn định như các cái tỉnh Nam Trung Bộ. Ngoài ra, cái đường bờ biển của Việt Nam cũng rất dài, đây cũng là một cái tiềm năng lớn. Việt Nam hiện đang có khoảng 27 cái dự án điện gió đang vận hành.